Bùi Siêu, Alcatel W23 siêu bền pin khủng giá rẻ đó. Siêu không giờ bán hàng là phải siêu vậy đó. Con này mỏng đẹp, pin khủng, xài bền trâu không? Đúng rồi, trâu. Về lấy bốn tạ bỏ cho bể không? Ha, trâu như trâu chấu luôn á. Rồi, ok. Rồi, mở lên. Đó, cáp sạc. Coi đây rồi, đẹp không? Cáp sạc. Ồ, nó dày dữ rồi ta. Đâu, cái đó là mỏng nhất rồi đó. Pin 10.000 nó mỏng hơn, nó mỏng hơn bằng dạ bằng mà. Đó cũng bằng à. Đó. Ở lên. 10.000 mà pin này có 6.000 hả? 6.000. Đây chạy ráp là vô địch luôn á. Vô địch thiên hạ. 3 ngày sạc. Nếu mà chạy ráp anh mở online miết thì phải ngày 2 ngày chứ không đó 3 ngày đâu. Em sạc cái này sạc có 2 tiếng rưỡi 3 tiếng. Đúng rồi. Mà iPhone nó nút 3G ghê lắm. iPhone chỉ xài chơi thôi. Xài 3G. Chứ đâu ai mà dân cày đi xài iPhone bao giờ. Dân cày xài iPhone chịu nổi. Không có điện thoại, điện thoại có giờ ở xài đó, chứ có điện thoại xài gì xài Xiaomi mà. Xiaomi tự nhiên nó hư ngang. Quạt à. Chọn tiếng Việt nè. Kẹp nó sao khó nghe. Nên mua kẹp càng cua. Kẹp càng cua trên mạng có bán anh search là kẹp điện thoại càng cua. Điện thoại kẹp càng cua. Đúng rồi, là nó có cái càng cua nó bấu mấy này nè, cái kia là nó có cái bỏ vô nó tụ xuống luôn mà nó cũng vừa khích bằng xem cái con này nè. Hai sim. Rồi ok. Đó, đầy đủ. Đây, cấu hình nè. Cấu hình là nhấn vô cài đặt. Rồi, giới thiệu điện thoại. Đó, cấu hình. RAM nè, RAM 4GB anh muốn mở rộng lên là 7GB nè. Bật này lên. Kéo hết này lên là 8 là 7GB. Bật nó lên là nó khởi động lại máy từ. Nó khởi động lại máy là nó nhanh hơn hả? Đúng rồi, là 7GB RAM 7GB lên nó nhanh hơn. Còn bình thường là xài 4GB. ROM là 64GB. Rồi. Đầy đủ thông tin. Gom là đâu thì bây giờ vô ra mới vô bấm vô đây. Đúng rồi, bật nó lên. Rồi. Ok. Rồi, xong. Hãy nhớ. Bộ nhớ nè. Bộ nhớ là 64GB. Đó, 64GB anh nè. 64GB. Thấy không? Lưu được 14GB. Đó. Còn thẻ nhớ thì mở ra, có thẻ nhớ vô. Rồi. Hai sim. Ok. Rồi, ok. Đó. Sim mở ra thật. Đây, con tay. Rồi, con tay. Này là ba camera. Camera trước, camera sau, đầy đủ. Giao diện cực đẹp luôn.